Vâng, chưa bắt giới, hôm nay cũng ăn cua, tôi ngộ không có ăn cua luôn. Hey, chị Vũ, ta đến từ cái sân đi đầu. Nhưng mà nay ta không đi đánh kinh nữa đâu. Hôm nay ta đi ăn cua thôi. Nghe nói cua ở đây ngon lắm đúng không? Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi lại có mặt ở điểm cua Dì Ba. Còn hôm nay thì có một số vị khách rất là đặc biệt. Hai nhân vật này đang hóa thân vào Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới để đến đây. Để tôi sẽ tìm hiểu thử là hai nhân vật này là ai nha. Vâng, hai nhân vật đặc biệt này thì khá là vui nhộn. Đây của anh đang dạ đây có thể. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ thử tiếp xúc với lại hai nhân vật này thử xem là các bạn đến từ đâu. Bạn ơi, các bạn là đến từ đâu? Chị Vũ, ta đến từ cái sân đi đâu. Nhưng mà nay ta không đi đánh kinh nữa đâu. Hôm nay ta đi ăn cua thôi. Nghe nói cua ở đây ngon lắm đúng không? Mà nhà ngươi có đem ăn cua hay gì đấy? Vâng, các bạn này là các diễn viên. Đây gì để ta đây? Bắt giới. Đợi cua lâu quá à. Trời ơi, đợi cua lâu quá chết luôn nha. Thèm trả nước miếng nó già lâu quá trời à. Các bạn có thể nói là cái mục đích của mình hôm nay đến đây ngoài mua cua thì mình là làm gì ở đây? Tại vì Dì Ba quá nổi tiếng rồi, phải lên đây check in với Dì Ba một tấm 50 phút rồi like theo. Các bạn đến từ quận mấy? Tụi mình đến là từ 13. Tiên Bình nói số mà. Cái ghế này chim ra thật duyên luôn á. Bát Giới có người yêu chưa? Chưa. Đẹp trai nhưng mà chưa có người yêu à? Chưa. Da là bụng bự quá phải không? Đói bụng quá. Lâu đói bụng quá. Bát Giới chắc phải giảm cân thôi. Bát Giới đâu được ăn mặn đâu, mình ăn đâu qua. Bát Giới nói Bát Giới bự á, trốn sư phụ đi ăn cua, không có dẫn sư phụ theo. Hôm nay sư phụ đi đâu? Sư phụ hôm nay đang tu trong chùa. Sư phụ đi tu ăn chay. Hay là xuống trần gian tìm gái đây ông nội? To đi ăn cua, cua gì ba? Bây giờ nữa gái xinh hơn sao? Dạ để sao lo bụng trước cái hả? Thông minh. Trả lời rất là thông minh. No phải có với sức luôn phải chiếm gái được chứ. Ăn tính ăn mấy con? Vâng, những nhân vật rất là ngộ nghĩnh ạ. Xuống đây ăn, nói là bắt cá tiền nha, không có lóc gì trên sảnh đây nha. Ở đại sư huynh to đại sư huynh cũng đang không có lương không dài đấy. Hôm
nay mua cua thì ai trả tiền tôi không? À, à tao mới nói chia đôi chứ anh ơi. Ai mà vậy? Ê, cứ người 350 nha. À, lát tiền ra nha. Làm sao có cả tiền Việt vậy? Ê, sự mua tiền Việt không mua chứ. Mới biết là hả? Đúng rồi. À, mà sao lâu quá? À. Ba ra sắp tới rồi, mình đợi coi. Vâng, các bạn này đến từ một cái chương trình nào đó. Xe này qua đây, xe này qua đây. Đây, đầu đầu nhét dùng cái đuôi xe vô cái đầu. Nhỏ 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 nhét chân đầu cái đuôi xe vô nhỏ. Anh hôm nay mình làm phim phải không anh? Quay chơi chơi các bạn. À, nhưng mà mình làm YouTube hay là Facebook hay là làm phim ngắn à? À, một cái phim ngắn. Vâng. Các bạn này thì đến đây làm một cái phim ngắn và đến đây và để ủng hộ cua gì ba luôn. Thật ra thì để mặc những cái trang phục này thì nó khá là rườm rà và nó khá là khó chịu, nhưng mà các bạn này đang hóa trang rất là kỳ công để đến đây vừa quay phim vừa ủng hộ cua gì ba. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với công việc chính, đó là xem tình hình bán cua của dì ba hôm nay như thế nào. Vâng, một chị có cả con nhỏ cũng đến đây để mua cua. Chắc là bé đang ngủ rồi. Tôi xem là bé không? Đấy, bé rất là dễ thương. Bé đi mua cua cùng mẹ. Lấy thêm vài con. Mấy con nữa chị? Vâng, hôm nay thì khách mua cua khá là thong thả, cũng không quá đông. Mọi người có thể đến ủng hộ cua cho dì ba tại hẻm 565 Nguyễn Trãi. Đến thời điểm này thì dì ba cũng chưa có ra. Thường thì dì ba sẽ chở cua ra vào đợt 2. Hôm nay thì cua còn rất nhiều ạ. Vâng, dì ba ra rồi đấy ạ. Đây. Vâng, các nhân vật ngồi kính của chúng ta. Thank you.
còn thiệt không này chứ. Em bán khai hồi nãy nè. Hai em mình ơi. Em số 10 là hai trước, số 2 trước. Đúng rồi. Đâu đâu. Chị vô đây nè. Chị. Bắt dưới. Chớ bắt dưới này. Có 10 trước. Vâng, sau khi dì ba ra thì cái điểm bán cua có vẻ là xôm hơn. Mọi người đến đây đông hơn và tập trung lại để coi dì ba đập cua và bán cua. Vâng, chưa bắt giới, hôm nay cũng ăn cua, tôi ngộ không có ăn cua luôn. Mọi người đang vận động dì ba ngày mai nghỉ. Vâng, mọi người đang vận động dì ba nghỉ ngơi cho nó khỏe, tại vì buôn bán đợt này cũng vất vả. Mai nghỉ thì ba ráng lên để mai ráng tiếp. Chú bắt giới chú xích xích vào bà tí đi. Vâng, các diễn viên chụp ảnh lưu niệm với dì ba. Bắt đầu là 1 này, 1, 2, 3 này. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. 1, 2, 3 này. Vâng, con cảm ơn bà nhé. Vâng, con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà nhé. Chúc bà gì, chúc bà nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn anh.